Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình này góp nhận 300 token có kêu là BBC. Để tham gia chương trình này góp, các bạn click phần link mô tả mở Telegram và bấm nút start chatbot nha các bạn. Chương trình này góp này nó phong phối vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi bấm vào continue nữa. 14 cộng 15 bằng 19 nha các bạn. Các bạn lưu cấp trang nha các bạn. Đây thì con này thì mình có trong nguồn này góp 6 nên mình thấy con này uy tín nha các bạn. Nhưng không có gì là chắc ăn 100% cả nha các bạn. Thì châu Phi thì các bạn cứ có tôi cần thì các bạn cứ châu Phi đi nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trai xong thì tóc cần này nó sẽ không biết list sàn nào, chưa có list sàn quá các bạn. Nó nói là nó sẽ list lên những cái sàn lớn như sàn của sàn Hàn Quốc các bạn. Rồi các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên group lên trailer nha các bạn. Rồi các bạn cho anh chào nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn cho anh tiếp kênh trailer nữa các bạn. Có tóc cần thì nếu mà mình nhận về được thì để đó các bạn chờ đi sàn thì mình bán thôi, không chịu phi mà các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn join hết các nhiệm vụ kênh sỏi của nó các bạn. Rồi các bạn bấm join nha các bạn. Rồi các bạn cũng nhấp vào hỏi nó họ kênh join kênh trailer không, các bạn cũng bắt đáp lên các bạn. Các bạn bấm join nha các bạn. Rồi nó hỏi có join kênh trailer không. Rồi mọi người website các bạn. Rồi bấm đón các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với NC bên với chocolate máy chocolate, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Sao con này nó không có trên Twitter ta. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép các bạn. Rồi dán các bạn. Rồi chương trình này góp con này thì có nhiều thôi các bạn ơi, không có gì hết. Rồi vậy video mình đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.